Xin kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã quay trở lại với chương trình Thời sự của VOTV. Kính thưa quý khán thính giả, câu chuyện về bưu điện Cầu Voi từ cái chết của hai nạn nhân bi thảm là Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân không dừng lại ở sự oan ức và sự dã man của hung thủ gây ra cái chết. Nhưng sau đó, trong suốt hơn 12 năm qua, chúng ta dường như chứng kiến nó không chỉ là sự man rợ mà còn cả sự bí ẩn. Bởi vì không chỉ một mình Hồ Duy Hải trong suốt những năm đó đằng đẵng kêu oan, gia đình chạy ngược chạy xuôi để tìm sự sống và công lý cho con trai mình, nhưng đó cũng là vô vàn những cái chết liên quan tới vụ án này. Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ ít nhất 4 cán bộ có liên quan vụ án này đã bị tử vong, bị đột tử một cách bất ngờ. Nhưng thế thì còn những người khác thì sao? Đặc biệt trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng đến với một con người có thể coi là một trong những nhân chứng có thể chứng minh sự ngoại phạm cho Hồ Duy Hải. Đáng tiếc thay, anh ta cũng đã bị chết. Trong vụ án Hồ Duy Hải kêu oan, hồ sơ đến giờ thể hiện lúc 20:30, Hồ Duy Hải đưa tiền cho Nguyễn Thị Thu Vân đi mua trái cây. Khi Vân đi qua bên kia đường mua trái cây ở nhà thì anh Nguyễn Thanh Long, thì Hải đã giở trò hiếp dâm Hồng. Đó là lời khẳng định từ sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm, đều nói về hành động mà Hồ Duy Hải gây ra trong đêm đó. Phía cơ quan công tố cho rằng Hồ Duy Hải hiếp không được nên đã giết luôn hai nạn nhân. Tuy nhiên, trong bút lục số 262, anh Nguyễn Thanh Long cho biết khi Nguyễn Thị Thu Vân đi mua trái cây là lúc anh đang bước qua cây xăng đi làm chỉ cách 50m, và công an tỉnh Long An đã kiểm tra camera an ninh của cây xăng thì phát hiện anh bước vào khung hình camera là lúc 21:01:40, tức là Nguyễn Thị Thu Vân mua trái cây xong nếu có về đến bưu điện cũng phải ít nhất là 21:05. Trong một nỗ lực tìm kiếm sự thật, nhóm phóng viên của Báo Sạch đã tìm đến Củ Chi để lấy bút lục 262 và sau đó đã lặn lội để đi tìm người tên là Nguyễn Thanh Long. Tuy nhiên không ai thể ngờ anh Nguyễn Thanh Long đã qua đời vào năm ngoái khi mới chỉ 47 tuổi. Anh và vợ là hai người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân Nguyễn Thị Thu Vân. Trong bút lục số 262, được ký ngày 15 tháng 1 năm 2008 đã có chữ ký của anh Nguyễn Thanh Long và người ghi biên bản là Nguyễn Trọng Nhân. Sự ly kỳ của vụ án và sự phức tạp của vấn đề nó làm cho chúng ta cần phải nhắc lại rằng cho tới tận thời điểm hiện tại, anh Nguyễn Thanh Long là một trong những người có thể coi là nhân chứng và đồng thời có thể làm thay đổi bản chất của vụ án. Đặc biệt là với bút lục số 262 với chữ ký của anh Nguyễn Thanh Long và cơ quan cảnh sát điều tra trong ngày 15 tháng 1 năm 2008, thì cơ quan công an và Viện Kiểm sát Nhân dân của tỉnh Long An lúc đó đã có thể khởi tố một vụ án, đó là khởi tố hoạt động xâm phạm tư pháp. Bởi vì rõ ràng những người làm trong cơ quan điều tra đã rút bút lục này ra, xóa bỏ những dấu vết liên quan tới lời khai này về thời điểm xảy ra vụ án. Với bút lục 262, chúng ta có thể thấy rằng với chữ ký của anh Nguyễn Thanh Long và hàng loạt bút lục khác cho thấy ngay từ ban đầu các cán bộ điều tra đã làm rất tốt. Vấn đề là sau đó kéo dài tới 2 tháng, vụ án nằm im lặng rồi chuyển qua một hướng khác. Ở hướng đó, tất cả các bằng chứng, các bút lục có thể chỉ đích danh thủ phạm bị bỏ qua. Nhưng bút lục 262 bị bỏ qua để kéo dài thời gian vụ án sớm hơn để kết thúc và đồng thời tìm một hung thủ thay thế. Còn trong khi đó, hung thủ thực sự có thể có những bằng chứng ngoại phạm. Hãy bỏ cái mục tiêu Hồ Duy Hải vô tội mà nhắm mục tiêu đã có đầy đủ dữ kiện cho một vụ án khác, vụ án xâm hại các hoạt động tư pháp. Hay nói thẳng ra là phi tang và dựng những chứng cứ giả để nhằm giết người. Không chỉ hung thủ giết người phải đền tội, mà còn những kẻ xâm hại hoạt động tư pháp chắc chắn có Nguyễn Hòa Bình và các quan chức là những đàn em của ông, đặc biệt là cơ quan công an, cơ quan kiểm sát và tòa án tỉnh Long An sẽ phải trả giá rất đắt cho những hành động này. Rõ ràng chúng ta thấy rằng chỉ riêng mỗi chuyện đọc sách mà thiếu đi một trang, chúng ta đã cảm thấy khó chịu. Bởi vì qua một trang đó nó có thể có những diễn biến, những tình tiết mà chúng ta không ngờ. Và như vậy, đọc từ đầu đến cuối mà bỏ dở mất những đoạn quan trọng nhất thì còn gì mang ý nghĩa và có thể thay đổi rất nhiều thứ. Nhưng đây không phải là chuyện đọc sách, đây là chuyện của một mạng người.
Và rõ ràng chúng ta biết được rằng những người như ông Đinh Văn Sang, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An vào ngày 7 tháng 12 năm 2017 đã công khai dõng dạc tuyên bố rằng Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An đã nhiều lần đề nghị phía Quốc hội giết Quách Hồ Duy Hải đi. Và ông coi rằng những việc này là chưa xi nhê gì vì đã để lâu rồi và không biết để đến bao giờ. Nó làm ảnh hưởng tới tình hình chính trị địa phương. Cũng cần phải nhắc lại về bút lục số 262. Nếu ai đã từng đến bưu cục Cầu Voi thì có thể biết rằng từ vị trí bưu cục cho tới cây xăng Cầu Voi nó chỉ cách tầm cỡ khoảng 300 mét. Và từ chỗ bán trái cây, tức là vị trí nằm sát ngay chỗ cây xăng, bởi vì đó là nơi sát gần và đồng thời là nhà của anh Nguyễn Thanh Long và chị Nguyễn Thị Bích Ngân. Lời khai của anh Nguyễn Thanh Long cho biết, ở thời điểm Nguyễn Thị Thu Vân đang mua trái cây thì anh Nguyễn Thanh Long cũng chính là thời điểm anh chuẩn bị bước vào để thay ca. Và camera đã ghi lại ở thời điểm 21 giờ 1 phút 40 giây anh Nguyễn Thanh Long đặt chân vào tầm ngắm của camera. Và có lẽ chính camera từ cây xăng này nó là một trong những bằng chứng ngoại phạm tốt nhất của Hồ Duy Hải, bởi vì với camera này chứng minh thời điểm xảy ra vụ án nó hoàn toàn khác với những gì mà cơ quan điều tra cho thấy. Công an tỉnh Long An ngay từ ban đầu ngày 15 tháng 1 năm 2008 đã trích xuất camera với bút lục số 262 và ghi nhận anh Long bước vào khung hình lúc 21 giờ 1 phút 40 giây. Nó có nghĩa là thời gian gây án không phải là trong khung giờ 20 giờ 30 phút. Án truy xét bắt buộc phải xác định giờ chết của nạn nhân. Tuy nhiên cho đến nay trải qua gần 13 năm chưa có một cơ quan nào từ viện kiểm sát cho đến tòa án hay cơ quan điều tra xác định giờ chết của nạn nhân, và tất cả các bút lục đều bỏ trống giờ chết và vẫn khăng khăng quan điểm là 20 giờ 30 phút. Lúc Vân đi mua trái cây thì Hồ Duy Hải ở nhà giết Hồng. Trong khi đó camera ghi nhận 21 giờ 1 phút 40 giây, lúc đó Vân mới mua trái cây. Khi theo dõi vụ việc từ tù Hồ Duy Hải, chúng tôi cũng như rất nhiều người đều là những người xa lạ chẳng quen biết với Hồ Duy Hải. Chúng ta cũng chẳng có máu mủ ruột rà gì. Có thể chúng ta cũng đã từng cảm thấy khó chịu vì những lời kêu gào khóc lóc của những người như Nguyễn Thị Loan là mẹ của Hồ Duy Hải, hay những tiếng khóc và tiếng kêu của em Hồ Thị Thu Thủy là em gái của Hồ Duy Hải. Nhưng chúng ta cũng không có thể ngờ được rằng trong một nền tư pháp như hiện nay, với qua biết bao nhiêu vụ sai phạm, nơi những người bị đặt mình vào trong án tử như Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Chấn, Hàn Đức Long, tất cả họ đều bị chịu chung một số phận, đó là án oan. Và án oan dường như đã trở thành một bí mật quốc gia. Án oan đã trở thành một trong những điều có thể coi là những bí mật được giấu kín. Và trong phiên xử Hồ Duy Hải, đặc biệt là từ khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã vào cuộc với sự chủ trì của bà Lê Thị Nga để tìm ra những sai phạm trong vụ việc này. Và chúng ta cần phải hoan nghênh, từ thời của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ông Lê Minh Trí thì đã có một quyết định can đảm là kháng nghị lại, chống lại bản án sơ thẩm và phúc thẩm, yêu cầu một cuộc điều tra lại trong vụ việc này. Đây là một việc làm dường như chưa có tiền lệ, bởi vì trong những vụ việc khác từ Hàn Đức Long, Huỳnh Văn Nén hay Nguyễn Thanh Chấn thì đều là do các thủ phạm tự mình ra nộp mạng. Nhưng dường như trong vụ án tại bưu điện Cầu Voi, điều mà chúng ta quan tâm không phải là những tiếng khóc của mẹ Hồ Duy Hải, mà có lẽ bởi vì những bí ẩn đằng sau đó, và chưa bao giờ công luận phản ứng một cách gay gắt như thế. Luật sư Phạm Công Út trong một lần tiết lộ với báo chí đã nói rằng, luật sư đồng nghiệp của tôi nói rằng họ có một video clip chứng minh người khác là thủ phạm. Như vậy nếu clip đó có thì nó phải nằm trong một camera an ninh nào đó, nhưng đã bị thu giữ. Trong clip đó có thể không phải là Hồ Duy Hải. Tôi cũng đã từng la toáng lên rằng phải đưa cái clip đó ra để minh oan cho một mạng người. Tuy nhiên, vị luật sư đồng nghiệp của tôi nói rằng không thể đưa ra được, vì nếu đưa ra thì cứu được một người nhưng sẽ giết chết nhiều người. Lời của luật sư Phạm Công Út phải chăng là ám chỉ đến bút lục số 262 với camera an ninh từ cây xăng Cầu Voi và những lời khai của anh Nguyễn Thanh Long, hay nó còn những camera an ninh khác, đặc biệt là vấn đề tiết lộ hung thủ là ai nó có sự rõ ràng hơn?
Nhưng thật không ngờ số phận của người ký vào bút lục 262 như anh Nguyễn Thanh Long lại quá vắn vòi. Anh đã không có cơ hội để ra phiên tòa làm chứng về thời gian, địa điểm xảy ra vụ án tại bưu điện Cầu Voi. Nhưng chúng ta có thể nói rằng bút mực vẫn còn đó. Dù những bút lục này đã được tháo ra khỏi hồ sơ, nhưng một số vị thẩm phán tại Củ Chi đã có thể nắm được trong tay về vấn đề này. Ai đã tiết lộ? Ai đã che giấu? Ai đã cố tình bịt giấu những bí mật này trong suốt hơn 12 năm qua? Vì sao họ phải che giấu? Phải chăng đó là liên quan tới người tên là Nguyễn Văn Nghị hay Nguyễn Mison? Đâu là sự thật khi mà tên của người như Nguyễn Văn Nghị giờ đây lại được chuyển thành người tên là Nguyễn Hữu Nghị? Nghị nào là Nghị thật, Nghị nào là Nghị giả? Còn người tên là Nguyễn Mison hay Nguyễn Huy Son đã được từng các báo như báo Công an Nhân dân đăng tải thì giờ đây lại được chuyển thành tên là Thạch Mison. Gia đình của anh này nghèo kiết xác và đồng thời không có dư giả để mua vàng mua bạc cho người yêu như nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng đã từng có. Vậy Nguyễn Mison và Thạch Mison có phải là một? Thế nhưng chúng ta có thể nói rằng giờ đây dường như những người liên quan tới vụ án ngày càng một ít đi, và chính họ khó lòng có cơ hội để nói. Bởi vì kể cả như anh Nguyễn Thanh Long, người ký tên trong bút lục 262 cũng đã thiệt mạng, ra đi ở tuổi 47 vào năm 2019. Chúng ta cũng đã từng thấy rằng trong vụ án về bưu điện Cầu Voi, lạ lùng là có tới 4 cán bộ tham gia vào vụ án của Hồ Duy Hải đều đột tử. Và một trong những người đó đã để lại lời nhắn chấn động rằng: xin đừng trách tôi đứng ra tuyên án tử hình Hồ Duy Hải, hãy trách người xúi tôi xử. Lời nhắn của vị thẩm phán Trần Ngọc Lẫm trong vụ án Hồ Duy Hải, nó nhắc nhở cho chúng ta về sự nghiêm trọng về thân thế của nhân vật đứng đằng sau những sai phạm mà họ cố tình bao che, những sai phạm và một thế lực có thể chi phối từ viện kiểm sát, tòa án cho đến cơ quan điều tra của tỉnh Long An và sau đó vươn ra tầm cả trung ương. Nó là ai? Có phải là bà Trương Mỹ Hoa hay còn một nhân vật khác mà ông Trương Hòa Bình và sau này ông Nguyễn Hòa Bình cố gắng để bảo vệ? Nguyễn Văn Nghị hay Nguyễn Mison thực sự là ai? Họ là người như thế nào? Ai đã chống lưng cho họ? Và ai là hung thủ thực sự trong vụ bưu điện Cầu Voi? Chúng ta chưa dám chắc chắn, nhưng có thể chắc chắn một điều: những sai phạm, vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng từ cơ quan công an trong quá trình xét xử và thẩm tra, từ chứng cứ cho đến lời khai trong vụ Hồ Duy Hải thì lại hoàn toàn khập khiễng. Và nói như lời của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, đó là việc kết án và tuyên y án tử hình Hồ Duy Hải là một hành động khiên cưỡng. Liệu các vị đại biểu Quốc hội như ông Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân, Trương Trọng Nghĩa hay ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí có thể bè ngoặt lại được một thế lực đứng đằng sau này để rồi qua đó ung dung tiến vào Đại hội 13 hay không? Những câu trả lời này sẽ là một trong những điều mà chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý khán thính giả trong các bản tin tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong các chương trình lần tới.